tư và cái unit thứ nhất inshallah. موضوعنا اليوم عن الصحة بين الماضي والحاضر. Cái topic của chúng ta ngày hôm nay đó là الصحة بين الماضي والحاضر. Sức khỏe giữa quá khứ và hiện tại. Thấy. الماضي quá khứ, الحاضر hiện tại. Ok. Tuy nhiên là cái nhìn của con người về sức khỏe như thế nào? Giữa quá khứ và hiện tại. Ok. Tahyia tất nhiên là cái này nghĩa như thế nào ta? Tahyia. Cái này để mình kiếm sau xem sao. Cái đề tài fakir fil ijabati anil as'ilati tadia. Bạn hãy suy nghĩ fil ijaba về câu trả lời anil tas anil as'ilati tadia về những câu hỏi sau đây. Ok. Thứ nhất, may yatanawalu ta'aman kathira an-nahifu am as-saminu. Ai cũng được, người cũng được. Ai là người hay là người? Yatanawalu dùng ta'aman, food, kathiran nhiều, thức ăn nhiều. An-nahif am as-samin, người ốm hay là người mập? Okay. Người gầy hay là người mập? Okay. Câu hỏi thứ hai, madha tufaddil, bạn prefer như thế nào? Bạn ưu tiên như thế nào? Tufaddil là bạn ưu tiên. Thành ra trong tiếng Ả Rập khi mình mời người ta nói tufaddil, tất nhiên là mình ưu tiên bạn vào. Đấy, bạn được ưu tiên vào đó. Thành ra cái câu tufaddil tất nhiên là mời vào. Nhưng mà cái gốc của nó. Tăng mấy bạn? Hả? Nám? Tăng mấy bạn? Tăng mấy? Trang thứ 14. Bài thứ tư trang thứ 14. Ok, sorry. Mạ dì rồi. Hal ra'aytum. Các bạn thấy chưa? Bài thứ 4. Unit đầu tiên. Unit thứ nhất. Ok. As-sihatu bainal madi wal hadir. Sức khỏe giữa quá khứ và hiện tại. Ok. Và ở đây có 4 câu hỏi, tuy nhiên câu hỏi liên quan tới bài text của chúng ta ngày hôm nay. Cái câu hỏi đầu tiên đó là may yatana walu ta'aman kathira, người mà dùng thức ăn nhiều, an-nahifu am-samin, người gầy hay là người mập. Câu hỏi thứ hai, madha tufaddil, bạn ưu tiên như thế nào? Bạn ưu tiên cái gì? Ad-dajaja am-samaka, bạn ưu tiên thịt gà hay là cá? Amil lahma hay là thịt? Lahma thịt ở đây có nghĩa là ngoài thịt gà, ví dụ thịt dê, thịt cừu có thể lahm. Ok. Thịt gà cũng là thịt, nhưng mà khi nói thịt gà thì người ta để gà thôi, không có để thịt, thấy không? Còn khi nói tới thịt lạc đà, thịt bò, thịt cừu, thịt câu thì để lahm. Ok. Mặc dù lahm là thịt thôi, có thể là thịt gà hay là thịt các con vật khác. Nhưng mà ở đây coi như là một cái từ nó phổ biến khi nói thịt là từ công lớn trở lên. Al-lahma, limada, tại sao? Câu hỏi thứ ba, hal yad'ul islamu ila al-akl al-kathir? Islam có kêu gọi, có khuyến khích, da'a là kêu gọi, kêu mời. Ở đây mình có thể nói khuyến khích cũng được. Da'a là kêu gọi, cầu xin. Islam có kêu gọi hay là Islam có khuyến khích? Ilal aklil kathir, khuyến khích ăn nhiều hay không? Islam có kêu gọi đến việc ăn nhiều hay không? Đấy, thứ ba. Và câu hỏi thứ tư là manilladhi yunsahu bil himya, ai là người được khuyến khích hay là được khuyên bil himya để ăn kiêng? Đây học himya mình đọc học cái hôm trước là ăn kiêng rồi. As-saminu amin nahif, người mập hay là người gầy? Đó, okay. Vậy có 4 câu hỏi, tất nhiên là cái text của mình ngày hôm nay có thể là liên quan tới 4 câu hỏi này. Okay. Thành ra tahyia nghĩa tahyia tất nhiên là mở đường hay là dọn đường hay là đưa ra một cái thông tin mà có thể nó liên quan tới những gì mà tới tiếp tục, phải không? Okay.
Bây giờ mình đọc cái text. Inshallah. Anh ơi, anh từ cái hàng kế tiếp phát hi giá là nghĩ vậy. Fakir, hãy suy nghĩ. Fil ijabati anil as'ilati taliya. Hãy suy nghĩ trong câu hỏi về những câu trả lời. Hãy suy nghĩ trong câu trả lời về những câu hỏi sau đây. Tuy nhiên bạn hãy suy nghĩ đưa ra một cái câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. Okay. Al-ijabah là trả lời. Al-as'ilah là số nhiều của su'al. Su'al là câu hỏi. As'ilah là những câu hỏi. At-taliyah là following sau đây. Ok. Nam. Ok. Al-an naqra an-nas. Bây giờ chúng ta đọc nas. Al-an bây giờ naqra chúng ta đọc an-nasa. By text. Ok. Kanat alamatus sihhati fil madhi. Thấy không? Kana mình đã nói nhiều lần. Kana tất nhiên là cái gì quá khứ. Ví dụ là Kana Muhammad Ghani. Muhammad trước đây người giàu. Đấy. Muhammad từng là người giàu. Hay là Kana Huna. Hồi nãy hay là trước đây Muhammad đang ngồi với tôi. Bây giờ Muhammad đã đi rồi. Thấy không? Tất nhiên Kana mình sử dụng như vậy. Thành ra ở đây mình coi mình sẽ dịch như thế nào nha. Kanat alamatus sihhati. Mình có thể nói trước đây dấu hiệu của sức khỏe, thấy không? Alama là dấu hiệu. Mình có thể nói dấu hiệu hay là brand cũng được. Cái brand. Cái không brand không phải brand. Brand hiệu, dấu hiệu, alama. Alama. Alama các bạn biết từ cái gì không? Ai biết gốc từ của nó? Để mình trong tiếng Ả Rập mình học như vậy để mình dễ nhớ những từ vựng. Các bạn biết alama nó gốc từ của nó là gì hay không? Gốc từ có lẽ là từ alima. Alima. Yeah, alima là biết. Vậy dấu hiệu là thứ mà người ta để làm dấu cho mình dễ nhớ, dễ biết để mình biết để những dạng hay không? Ok, các bạn hiểu chưa? Nam. Ok, mình đi tiếp tục nghe. Kanat alamatus sihhati, thấy không? Trước đây, dấu hiệu của sức khỏe, fil madhi, thấy? Khi mà trước đây, mình nói trước đây, tất nhiên là trong quá khứ. Nhưng mà để nhấn mạnh thêm, nhóm tác giả để trong hai cái ngang đó filma thì trong quá khứ này tại nhưng mà không để từ filma thì mình cũng có thể nói dịch theo cái ngữ cảnh ở đây cũng là quá khứ phải không, nhưng mà ở đây muốn nhấn mạnh thêm này không ayakunal insanu saminan phải không, dấu hiệu sức khỏe trong quá khứ đó là ayakunal insan, một người nào đó yakunu saminan, mập. Yakun insan tiếng Anh, một người đó trở nên mập, cái đó là dấu hiệu của sức khỏe. Người mập là người có sức khỏe trước đây, à thấy không? Ayakunal insanu saminan. Insanu là số ít ạ. Insan là con người, số ít cũng được, số nhiều cũng được. Tùy theo ngữ cảnh, ok? Trong một số từ có thể là số ít số nhiều, insan là một trong những cái điển ví dụ điển hình. Ok, nhớ nha, insan có thể số ít số nhiều. Ok. Ya ayyuhal insan. Cũng được, ya insan. Đấy. Saminan. Kathiral lahmi wash-shahmi. Nhiều thịt và mỡ. À đấy, tất nhiên nhiều thịt và mỡ, mập. À. Laham là thịt, shaham mỡ. Fal insanu saminu. Vậy người một người mập, huwa sahihu, đó là người có sức khỏe. Phải không? Các bạn có để ý ở đây không? Sahih mình học hôm trước là cái gì ạ? Chính xác, đúng đắn. Và ở đây gọi là sahih là sức khỏe. Tại vì người đúng đắn, người có sức khỏe giống nhau trong tiếng Ả Rập. Các bạn nhớ nha. Chính vì vậy mình nói hadith sahih, tất nhiên hadith mạnh, hadith có sức mạnh. Đó, thấy.
khi mình nói tới sức, tức là sức mạnh. Vậy sao tùy một số ngữ cảnh các bạn có thể dịch là mạnh khỏe, chính xác, đúng đắn. Ok, nhớ nha, nhớ. Wa sahihu fal insanu samin, vậy người mập huwa sahih, đó là người có sức khỏe. Wal insanu nahifu, và con người gầy huwa al marid, đó là người bệnh. Ok, đó là người ốm. Wa kana an-nasu, và con người ya'kuluna katiran, họ ăn nhiều. Iza wajadu ta'ama, khi họ đã có thức ăn. Wajadu là động từ quá khứ, wajada là có, tìm thấy, hưởng được. Ok, đây không? Các bạn coi coi, bây giờ mình học từ trong text, cái này hay lắm. Wa kana ar-rijalu, và những người đàn ông. Đàn ông ở đây rijal, số nhiều của rajulun, là số nhiều của rajulun. Wa kana ar-rijalu, và những người đàn ông. Yufaddiluna az-zawaja, họ ưu tiên hay là họ thích. Thấy cái tiếng Anh mình nói prefer. Đấy. Họ thích hay là họ ưu tiên az-zawaja, kết hôn. Bil mar'ati samina, với phụ nữ mập. Thấy không? Wa kana ar-rijal, và người đàn ông. Thấy trước đây thấy mình nhớ đây. Kana là tất nhiên mình nói cái gì quá khứ. Ok. Wa kana ar-rijal, và những người đàn ông trước đây, mình có thể dịch như vậy không sao? Tại vì nói quá khứ. Hay là mình nói trước đây thì những người đàn ông yufaddiluna zawaja bin mar'ati samina, họ ưu tiên, họ thích kết hôn với phụ nữ mập, người đàn bà mập. Wa la yuhibbuna zawaja, và họ không thích. Thấy các bạn nhớ từ yufaddiluna là ưu tiên, bây giờ mình có từ yuhibbun, rõ ràng là thích luôn. Và họ thích az-zawaja, kết hôn, bil mar'atin nahifa, với người phụ nữ ốm, gầy gầy. Ok. Ok. Taqaddama at-tibbu kathiran al-an. Taqaddama, động từ quá khứ nha. Taqaddama at-tibbu, y tế đã phát triển. Kathiran, nhiều. Al-an, bây giờ. Tất nhiên bây giờ y tế đã phát triển nhiều. Đấy. Thì có thể trong tiếng Việt mình để là hiện tại, bây giờ, trước. Cái này trạng từ, còn trong tiếng Ả Rập là để sau. Nhưng mà khi mà nói chuyện, mình có thể để trạng từ đứng trước cũng được trong tiếng Ả Rập. Taqaddama at-tibbu kathiran al-an. Thấy không? Ngành y, không có ngành ở đây. Nhưng mình nói y học cũng được. Y học đã phát triển nhiều bây giờ. Wa dhahara anna hunaka amradan tusibu shakhsas samina. Wa dhahara, wa đã có. Ở đây dhahara là nó hiện ra. Ở đây thì mình nói hiện ra thì không đúng, có thể là nó appear, nó xuất hiện, nó có ấy nè. Nhưng mà dhahara là hiện ra, ló ra ấy. Wa dhahara, và có. Anna hunaka, ngoài kia. Amradan, những chứng bệnh. Amrad là số nhiều của marad. Marad là bệnh, chứng bệnh. Amradan, các bạn nhớ này. Bây giờ mình các bạn để ý cái này. Marido. Marido là bệnh, động từ nha. Marido là động từ. Marido là động từ, là bệnh. Marid là bệnh nhân. Maridun là bệnh nhân. Các bạn nhớ. Mardo. Mardo. Mardo là số nhiều của marid, là những bệnh nhân. Thấy không? Còn maradun là bệnh. Chứng bệnh. Bệnh ở đây là mình nói chứng bệnh. Maradun. 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 Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, trong Quran.
trong trái tim của họ có một chứng bệnh. Fazadahumullahu marada, và Allah thêm một chứng bệnh khác cho họ. Đấy. Và trong những từ marada, các bạn nghe trong tiếng Ả Rập nó hay chỗ này, hay chỗ này, nên mình cố gắng suy nghĩ cái này inshallah. Marada, marada là chữa bệnh, điều trị, à, thấy không? Các bạn nhớ thấy từ nó thì nó xoay quanh những cái gì, cái hình hình thức thay đổi trong tiếng Ả Rập chút xíu thôi. Marada là chữa trị. Thường thường ai là chữa trị chính? Bác sĩ thì ví dụ trong một ngày thì có thể bác sĩ tới buổi sáng thôi. Người chữa chính là ai? Điều dưỡng hay là y sĩ thôi. Thành ra người điều trị trong tiếng Ả Rập nurse, nurse điều dưỡng á. Không phải điều dưỡng, nurse, nurse mình dịch như thế nào ta? Nurse. Y tá, y tá. Mumarrido. Mumarrido tun, thấy không? Đó, thấy không? Mumarrido tun. Tại đa số y tá mới là người đang coi trực tiếp để điều trị cho mình. Đương nhiên, nhận được lệnh từ bác sĩ, thấy không? Đáng lẽ là bác sĩ mới là mumarrid, là người chữa trị. Nhưng mà cái này từ này mình sử dụng cho y tá. Ok, nhớ nha. Vậy mumarrido tun là y tá. Ok. Và mình có số nhiều của marad ở đây là amrad. Amradun. À, thấy không? Ok, rồi, bây giờ các bạn thấy maradun là bệnh hay là chứng bệnh, amrad là số nhiều. Đó, đó. Và từ mình đang học ở đây trong cái text của mình là gì? Trong text của mình là wa dhahara anna hunaka amradun, và xuất hiện hay là có, mình nói xuất hiện cũng được. Wa dhahara, và xuất hiện anna hunaka, ngoài kia amradun, những chứng bệnh, những loại bệnh. Tusibus shakhsasamina. Tusib ở đây mình nói trúng, trúng được những bệnh, những chứng bệnh trúng người mập. À, trúng ở đây trong tiếng tiếng Việt của mình không có sử dụng trúng ở đây. Mình có thể là bị thôi. Mình nói là ngoài kia có xuất hiện một số mầm bệnh, chứng bệnh. À đấy. Ảnh hưởng tới người mập. À, mình dịch như vậy, nhưng mà to ship ở đây có nghĩa là trúng á. Mình nói trong tiếng Việt của mình đôi khi mình nói trúng gió, này, có khi là trúng gió, nhưng mà khi mình mắc bệnh ung thư hay là bệnh kia, mình không nói trúng ung thư, mình nói là bị ung thư thôi. Nhưng có một số thuộc cái từ thì mình nói bị, nói trúng gió, thấy không? Nhưng mà khi mà bị ung thư mình không nói trúng ung thư, nhưng mà người Ả Rập lại sử dụng trúng trong đa số trong cái ngữ cảnh. Ok, to ship. Ok, tusibushakhsasamin, trúng người mập, tất nhiên người mập là bị nạn nhân nhiều nhất. Ok, wahiya amradun khatira, và những chứng bệnh đó, wahiya và nó hay là và chúng, amradun khatira, những chứng bệnh nguy hiểm, khatira nguy hiểm, trong tiếng Ả Rập người ta sử dụng hadha khatir, thấy không? Khatir, khatir là nguy hiểm, à, thấy không? Mislu, ví dụ amradul qalbi, những chứng bệnh liên quan tới tới tim, hay là bệnh tim, à, hay là bệnh tim này. Wasukari, tiểu đường. Wadertit dam, và máu huyết áp cao. Đấy. Dam. Laqad asbahat albadana. Laqad asbahat al-badana. Bây giờ laqad là quả thật, nhấn mạnh indeed, indeed nhé, indeed trong tiếng Việt của mình nói có thể là quả thật, quả rằng, chắc chắn hẳn. Ok, asbahat al-badana, bệnh béo phì. Asbahat đã trở nên, al-badana là béo phì, asbahat là trở nên, trở thành. Béo phì đã trở thành, à, thấy không? Al-yawma, ngày nay, alamatan alal marad, béo phì
đã trở nên ngày nay alamatan alal marad, một dấu hiệu cho về mầm bệnh, okay, về chứng bệnh. Okay. Tuy nhiên là ai bé phì có nghĩa là người đó là một cái dấu hiệu, một cái dấu hiệu về chứng bệnh. Okay. Wa akhadha an-nasu yattabi'una al-himya. Wa akhadha là gì? Lấy. An-nas là con người. Yattabi'una theo. Al-himya theo ăn kiêng, theo chế độ ăn kiêng. Các bạn ai còn nhớ không? Nếu mà mình đã học rồi, akhadha, hai động từ khi mà nó đi chung với nhau là phải có an trong tiếng Ả Rập. Akhadha cũng là động từ, yattabi'un cũng là động từ, nhưng mà không có an. À, có ai còn nhớ không? Mình học cái tuần trước. Bắt đầu thôi. Ờ đúng, bắt đầu thôi. Đây không? Khi mà akhadha có một động từ đi sau. Tại sao mình không nói annas là từ đi sau? Tại vì annas không phải là động từ. Mình muốn nói là động từ nha. Tại annas là danh từ. Nhớ nha. Ý mình nói ở đây, tức như là động từ đi sau một động từ, không nhất thiết là động từ đó đi sau trực tiếp luôn, đi sau liền, thấy không? Ý mình nói là ngoài cái danh từ không có động từ nào khác đó, thành ra mình nói là động từ đi sau động từ. Thực ra cái đi sau động từ akhadha là annas là danh từ, nhưng mình không tính, tại vì mình đang nói liên quan tới động từ thôi, thành danh từ mình không tính ở đây. Khi mà động từ akhadha đi sau động từ akhadha một động từ khác mà không có anh, nghĩa của nó bắt đầu. Oh, ok, shukran shukran laki ukhtil karima. Wa akhadha an-nasu yattabi'una al-himya, và con người bắt đầu ăn, bắt đầu theo chế độ ăn kiêng, hay không? Mình sẽ dịch như vậy, alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah, ví dụ mình nói akhadha an-nas yusallun. Akhadha an-nas yusallun. Đây mình nói là ô, người ta bắt đầu hành lễ rồi, thấy không? Akhadha an-nas yusallun, thấy không? Mình không bây giờ mình nói ví dụ. Ví dụ mình nói là người ta bắt đầu hành lễ rồi thì mình akhadha an-nas yusallun, thấy không? Đó. Akhadha an-nas yusallun fil masjid, thấy không? Có nghĩa là câu này mình nói là ô, người ta bắt đầu hành lễ rồi trong masjid, thấy không? Ví dụ người ta bắt đầu học trong lớp rồi, vậy mình nói câu này. Akhadha yata'allamun fil fasli. Thấy không? Ô, người ta bắt đầu học trong lớp rồi, hay là thầy bắt đầu nói chuyện rồi. Đấy. À. Ví dụ mình nói thầy bắt đầu nói chuyện rồi, ví dụ akhadha al-mudarris ấy yatahaddas. À, yatahaddas anil fikhi. Thầy giáo bắt đầu nói chuyện về fikh rồi, thầy không? Mình cứ nói vậy. Khi mà cái từ mà mình nói bắt đầu, mình chỉ nói từ akhadha với một động từ mà mình muốn nói. Các bạn nhớ nha. Inshallah, hy vọng các bạn nhớ. Hy vọng, inshallah. Ok. Nên đi tiếp tục nha. Ok. Chắc bài hôm nay hơi dài chút xíu. Fayatanawaluna ta'aman qalilan. Họ fayatanawalun, sau đó mà pha mình nhớ rồi nha, pha mình có thể sử dụng là nó chỉ thể hiện là hai động từ xảy ra, tất nhiên là thời gian không có xa bao nhiêu, phải không? Là pha mình sử dụng pha, chính vì vậy mình có thể sử dụng rồi, bèn, sau đó và cũng được, không quan trọng, nhớ nha. Fayatanawaluna ta'aman qalilan. Rồi họ dùng toa man qalilan, thức ăn chút xíu, ít thức ăn. À, thì ở đây thì tiếng Việt mình để tính từ đi trước, còn bên Ả Rập thì vẫn để tính từ đi sau. Toa man qalilan, thức ăn ít, tự nhiên ít thức ăn. Wa yabta'iduna anis sukkariyat, và họ tránh xa những đồ ngọt, những thứ ngọt, bánh kẹo gì. Yabta'idun là tránh xa, né. Tránh né, tránh xa. Và ít là xa. Vật duhun mình đã dịch rồi, chắc béo. Và nasaviyat, tinh bột, alhamdulillah, bây giờ nhớ có từ mới nha.
Wa asbaha al-atibba'u yuhadziruna an-nas. Ok, các bạn nhớ một từ đấy. Akhadha wa asbaha gần gần tương tự giống nhau. Mình nói là asbaha al-atibba'u yuhadzirun, bây giờ bác sĩ bắt đầu hay không? Bác sĩ bắt đầu cảnh báo an-nasa quần chúng, người khác, đám đông, tùy bình dịch thôi. Hazara là warning, tức là cảnh báo. Và asbaha là tibba yuhajirun. Asbaha cũng là động từ, trở thành. Bây giờ mình nói bác sĩ trở thành cảnh báo người khác không. Bây giờ mình nói bác sĩ bắt đầu giống từ akhada, nhớ nha. Bắt đầu từ thứ hai, các bạn nhớ nha. Còn nhiều từ nữa, bắt đầu mình từ. Hả? Từ bác sĩ là từ... Atibba u là bác sĩ ha. Atibba là số nhiều của tabib là bác sĩ. Mình học hôm bữa tabib. Số nhiều là atibba. Còn tibbun là y học. Tibbun là y. Y học hay là ngành là y học nhé. Ok. Và giới bác sĩ mình có thể là và giới bác sĩ hay là và các bác sĩ bắt đầu cảnh báo người, mình có thể là dịch người ta cũng được, cảnh báo người ta hay là cảnh báo quần chúng. Minatamil abiyat, cảnh báo về việc sử dụng ataam al abiyat, thức ăn trắng là gì? Chắc thức ăn trắng mất mấy thức ăn tinh bột hay sao? Ataam là thức ăn al abiyat là trắng. Lần đầu tiên mình mới nghe thức ăn trắng. Không biết nghĩa của nó như thế nào, mình đi từ từ thôi, không sao. Đấy. Minat ta'amil abyad. Mình thì nói đồ trắng thôi, bây giờ có thức ăn trắng này. Ok. Wal halibi kamilat dasami. Và sữa kamilat dasam. Dasam là nghĩa là gì ta? Tra từ điển chút xíu này, thấy từ này nhiều lắm mà không có để ý. Ok. Dasam. Halib kamil dasam. Halib kamilit dasam. Sữa đầy đủ chất béo. Dasam cũng chất béo. Ok, thấy từ này nhiều lắm, lần đầu tiên mới ra. Ok, vậy là thứ nhất là wal halibi kamilit dasam. Kamil là đầy đủ, hoàn toàn, trọn vẹn. Ok. Wal halibi kamilit dasam, sữa nhiều chất béo. Ok. Đầy chất béo. Ok. Co Ilina, họ cho rằng, họ nói rằng ai ở đây là họ ở đây? Giới bác sĩ, thấy không? Co Ilina, họ nói rằng, họ cho rằng. Ibta'id an-sugar, hãy tránh xa đường ăn, đường sugar. Do, để co li lên chút xíu minhu, từ nó, có nghĩa là để chút xíu đường, nhưng mà tiếng Ả Rập để chút xíu từ đường. Ok, các bạn nhớ nha. Trong tiếng Việt của mình nói để đường chút xíu hay là để chút xíu đường, thấy không? Nhưng mà tiếng Ả Rập nói để chút xíu minh hù, từ nó, tiếng này từ đường, tiếng để đường chút xíu. Fit ta'ami, trong thức ăn. Thứ ba họ nói la ta'kulil khubzal abyad. Thứ ba là họ nói đừng ăn bánh mì trắng. Bánh mì trắng là bánh mì gì ta? Ok, không biết. Kulil khubzal asmar, hãy ăn bánh mì asmar. Asmar tất nhiên là bánh mì. Bây giờ mình coi, người châu Âu thì trắng, người châu Phi thì đen, người Đông Nam Á hay là người châu Á mình gọi là asmar, giữa đen và giữa trắng, không biết cái đó mình gọi là gì đó, màu gì đó, asmar.
màu xám hay màu gì đó. Giống như người Ả Rập không phải là châu Âu và không phải là châu Phi. Nó một cái mình nói là nâu hả, nâu hả? Tẩy nâu không Tuấn? Mình gọi là trắng gì ta, không phải màu gì. Asmer, mình là Asmer này, mình là Asmer, mình không phải là châu Âu và mình không phải là châu Phi. Mình trắng chứ không phải là trắng của châu Âu. Kêu mình gọi là màu Asmer thì các bạn kiếm từ gì? Mình kiếm thử nha. Asmer. Màu nâu, ok, cái màu nâu. Màu nâu. Nó tất nhiên là cái màu giữa màu trắng với màu đen. Rồi như vậy đi. Ok, nó kêu màu nâu. Màu nâu, ok. Nhưng mà chẳng lẽ mình nói là người ta hỏi mình anh màu gì, mình nói châu Á mình màu nâu. Nó có từ, trong tiếng Mã Lai nó gọi là cái hitam manis. Trong tiếng Mã Lai nó hitam manis. Nó hitam thiệt nhưng mà nó manis, nó ngọt. Trong tiếng Mã Lai gọi là đen ngọt. Màu đen ngọt. Trong tiếng Việt mình màu gì đó. Mà nó giải thích nghĩa là màu nâu, nhưng mà asmat là như vậy nha. Ok, mà bánh mì gì, bánh mì màu nâu không biết. La ta'kulil aruzza, đừng ăn cơm al abyadh, cơm trắng. Phải ăn cơm. Vậy là cơm đen là gì, cơm gì? Họ nói kulil aruzza al asmat, hãy ăn cơm nâu, cơm asmat nữa, không biết cơm gì, cơm màu nâu. Hay là cơm màu nâu là cơm gì đó hả? Không biết nè. Mình thì có cơm. Mình nếu mà cơm mà không có glucose á thì mình có gạo gì đó, gạo lứt đó Tuấn. Gạo lứt thôi. Yeah. Gạo lứt. Mà cái này có phải gạo lứt không? Kulil aruzzal asmar. Nhưng mà cái nghĩa của nó màu nâu, cơm màu nâu. Thì mình tạm dịch là cái gạo lứt cũng được, sợ không? Ok. Wa asbahan nasu yattabi'una al-himya, phải không? Trước đây mình học từ akhadha, bây giờ mình học từ asbaha. Và con người bắt đầu theo chế độ ăn kiêng, phải không? Bây giờ mình bỏ từ asbaha, mình để từ akhadha, vậy nghĩa giống nhau, phải không? Bây giờ mình có hai từ bắt đầu nha, còn có từ nữa mình sẽ gặp sau đó, từ từ. Wa asbahannas yattabi'una al-himya, bây giờ người ta đã bắt đầu theo chế độ ăn kiêng. Ok. فَيَأْكُلُونَ قَلِيلًا مِنَ اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ. Bây giờ thế, thay vì mình có thể dịch là thế nên bèn sau đó, thế họ ăn ít مِنَ اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ, từ thịt đỏ. Thịt đỏ có thể thịt gì? Thịt đỏ, bò, dê, cừu, ok. وَالْبَيْضِ, và trứng nha. وَيَتَنَاوَلُونَ كَثِيرًا مِنَ السَّمَكِ, và họ dùng nhiều مِنَ السَّمَكِ, từ cá. وَالدَّجَاجَ, các bạn nhớ từ ở đây tiếng Việt mình nói là ăn cá nhiều thôi, mình không nói ăn nhiều từ cá, các bạn nhớ thôi. وَيَتَنَاوَلُونَ كَثِيرًا مِنَ السَّمَكِ, họ dùng nhiều مِنَ السَّمَكِ, cá, samak là cá. وَالدَّجَاجِ, gà. والخضروات, và rau củ quả. Các bạn nhớ này, khatrawat là rau củ quả. Trong tiếng Ả Rập nói sukun khatrawat, chở rau củ quả. Ok. Nó từ khutor cũng rau củ quả. Gốc từ của nó akhdar là màu xanh. Vậy rau củ quả đa số màu xanh. والفواكه, và trái cây. Fakihah số ít, fawakih số nhiều. Fawakih là trái cây số nhiều. Nahal Islamu anil israfi fi ta'am. Naha là ngăn cản. Cấm, ngăn cản, cấm, ok, mình có thể sử dụng. Naha, ngăn cản, cấm. Al Islamu, Islam là, các bạn thấy không? Thành ra trong tiếng Ả Rập mình để động từ đi trước, phải không? Thì alpha l tác nhân đi sau, cái đó là cái order tự nhiên, cái order bình thường,
normal order trong tiếng Ả Rập, cái thứ tự phổ biến thông dụng trong tiếng Ả Rập, động từ đi trước, tác nhân đi sau. Mình thì nói Islam ngăn cấm, Islam cấm, thì tiếng Ả Rập nói cấm Islam, không phải là ai người ta cấm Islam, nhưng mà Islam cấm, nhưng mà chỉ cái gì, cái position, cái vị trí của từ nó đi như vậy thôi, động từ rồi tác nhân. Nahal Islam, Islam ngăn cấm anil israfi, về việc phung phí fit ta'am, trong thức ăn. Al israf là phung phí, phung phí. Fit ta'am li annal aklal kathira, bởi vì ăn nhiều, hay là bởi vì việc ăn nhiều. Yadurrul insana, nó gây hại con người. Đấy. Yadurrul insana, darra yadurru là gây hại. Yadurrul insana, gây hại con người. Qala ta'ala, Allah đấng tối cao phán à. Đúng ra là qala Allahu ta'ala, các bạn nhớ trong tiếng Ả Rập nó có cái hazaf nhiều lắm. Cái này là để các bạn biết cái này nha. Trong tiếng Ả Rập đúng ra là qala là nói hay là phán. Ai nói? Allah nói, Allah phán. Nhưng mà đa số khi mình nói từ Allah, mình hay sử dụng các thuộc tính của Allah đi sau. Ví dụ mình nói Allah đấng tối cao phán, hay là Allah đấng toàn năng phán, hay là Allah đấng rộng lượng phán. Và những các thuộc tính như vậy tùy theo trường hợp mà mình sử dụng. Nhưng mà đa số mình sử dụng hiện nay, mình nói qala Allahu ta'ala, đấng tối cao. Thứ nhất, qala Allahu ta'ala, đó. Allah đấng tối cao. Qala Allah ta'ala, tối cao Allah, nghĩa như vậy. Động từ nha. Qala Allah, tự nhiên qala Allah đã phán, ta'ala đấng tối cao. Và trong một số ngữ cảnh mình nói là qala Allah subhanahu wa ta'ala, thấy không? Mình thêm có từ subhanahu trước và ta'ala sau. Qala subhanahu wa ta'ala, thấy không? Đôi khi mình nói qala Allahu subhanahu wa ta'ala, nghĩa của nó như thế nào? Allah đấng vinh quang và tối cao phán, thấy không? Ok. Trong một số ngữ cảnh mình cũng từng nghe người Ả Rập nói, hay là mình học Islam mình nói là qala Allahu azza. Các bạn nhớ cái này rất thông dụng, các bạn nhớ luôn đi, mình là học Ả Rập hay là mình học về giáo lý, cái này là phải nhớ thôi. Qala Allahu azza wa jalla. Đó. Những từ mà phổ biến nhất khi mình nhắc tên thanh danh của Allah, mình thứ nhất mình qala Allahu ta'ala, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla, Allah phán đấng toàn năng và jalla, jalla tức là cao thượng, toàn năng và cao thượng, là thấy không? Allah đấng toàn năng và cao thượng phán, đại không? Vậy cái này là trong một số nha, một số thôi, mình đã nhắc là trong một số thôi, trong một số thuộc tính mà mình khi nhắc tên Allah, thanh danh của Allah, thứ nhất là mình nói Allahu ta'ala, thứ nhất. Trong một số trường hợp mình có thể nhắc Allahu subhanahu wa ta'ala, hay một số ngữ cảnh mình không có nói Allah subhanahu wa ta'ala mà mình nói Allah qala subhanahu và không có ta'ala cũng được. Và một số trường hợp mình nói qala Allahu azza wa jalla. Đây là một số thuộc tính mà mình hay nhắc bên cạnh khi thanh danh của Allah được nhắc thôi. Ok, bây giờ các bạn biết cái này. Bây giờ trong tiếng Ả Rập nó có một cái gọi là hazaf, hay là nó có ijaz. Tuy nhiên là cái trong tiếng Ả Rập lúc nào cũng có, họ muốn nói nó như thế nào mà nó đơn giản, hay là mình xóa đi những gì mà thông dụng nhất trong tiếng Ả Rập. Phải thông dụng nhất là ở đây là những các thuộc tính của Allah chỉ được mô tả dành cho Allah thôi,
Thành ra những thuộc tính này mình không sử dụng ngoài Allah ra. Thấy không? Chính vì vậy trong tiếng Ả Rập có một cái quy tắc, khi một thứ gì mà nó đã trở nên phổ biến mà những người khác hay là vật khác, thứ khác không chia sẻ với vật vật đó hay là thứ đó hay là nhân vật đó, thì trong tiếng Ả Rập mình có thể hành giao được. Vậy khi mình muốn nói là Allah đấng tối cao phán, bây giờ mình không nói là Qalallahu ta'ala, bây giờ mình nói là Qala ta'ala, thứ nhất. Thứ hai, cái thứ hai mình không có nói là Qalallahu subhanahu wa ta'ala, bây giờ mình nói Qala subhanahu wa ta'ala. Bây giờ mình không có nói Qalallahu azza wa jalla và mình nói Qala azza wa jalla, được không? Được. Vậy mình có hai cách nói. Ok, các bạn nhớ nha. Đúng ra cái này khi mà người ta không học, người ta dịch thì nghĩa nó không được. Mình không thể nào chấp nhận được cái nghĩa của nó, ngoại trừ mình giải thích như mình mới giải thích hồi nãy thôi. Thành ra khi mình dắt dịch sát nghĩa này, mình nói Qala đã nói, đã phán hay là đã nói, Ta'ala đấng, không phải là đấng tối cao, tại vì không có đấng ở đây. Mình nói tối cao. Tối cao phán là ai? Subhanahu wa ta'ala vinh quang, và tối cao nói là ai? Hay không? Azza wa jalla nói, Azza tự nhiên là toàn năng và cao thượng nói là ai? Hay không? Chính vì vậy các bạn nhớ nha, những thuộc tính này chỉ dành riêng cho Allah thôi. Trong tiếng Ả Rập khi mà cái nào mà nó tự nhiên là một cái, nó đã trở thành một cái biểu tượng riêng dành cho Allah hay là bất cứ vật gì, mình có thể hazaf hay là delete những nhân vật như vậy. Vì mục đích gì? Vì mục đích ngắn gọn trong văn nói của tiếng Ả Rập. Ok. Thành ra mình tới cái phần của mình là Qala ta'ala. Vậy các bạn biết rồi. Các bạn hiểu không? Nam, phải không nào? Ok, alhamdulillah. Nếu mà không hiểu cứ nói để mình lặp lại không sao. Tại học để biết thôi. Qala ta'ala. Vậy mình sẽ dịch ở đây như thế nào? Mình không thể dịch là Qala ta'ala đã nói tối cao, hay không? Không được. Thứ nhất là mình sẽ dịch là Allah đấng tối cao phán, mặc dù không có Allah ở đây. Thấy không? Tại vì mình biết là trong tiếng Ả Rập nó hazaf, hazaf là nó bỏ đi, nó cắt đi, nó giảm đi thôi. Hay là các bạn sẽ dịch như vậy, Qala ta'ala đấng tối cao đã phán. Tuy nhiên đấng tối cao ở đây là mình chỉ sử dụng cho Allah thôi. Ok, vậy là mình có hai cách dịch. Thứ nhất là mình nói là Qala ta'ala. Em hỏi chút xíu từ cuối cùng nè. Azza wa jalla là nếu như hai mình... động từ, ta'ala cũng động từ, azza cũng động từ, jalla cũng động từ. Azza là toàn năng, đã có khả năng. Ta jalla đã vinh quang, phải không? Nếu như mà mình động như, tại vì em có một số lần em nghe chị nói, em chị nghe nói đọc là azza wa jalla, không có đọc là, như vậy có đúng không? Thì trong tiếng Ả Rập là mình đã nhất thiết là không có đọc dấu cuối. Nhưng một số trường hợp mình nói chuyện không phải là cái Quran là cái dấu cuối, là đương nhiên là mình đọc không đọc được. Qul a'udhu bi rabbin nas. Mình không thể nào qul a'udhu bi rabbin nas không. Nhưng mà khi nói chuyện trong tiếng Ả Rập khác, thành ra trong tiếng Ả Rập khác, Quran khác nha. Chính vì vậy một lát nữa mình sẽ nói Iqlab, ok? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thay vì như vậy mình có thể nói Qala Azza wa Jal. Có một người nói không? Qala Azza wa Jal là không vấn đề, đây là tiếng Ả Rập thôi. Thấy không? Qala Allah Azza wa Jal là Qala Allah Azza wa Jal. Thấy không? Ok. Qala Ta'ala. Vậy ở đây mình có thể dịch là Allah đấng tối cao phán, hay là mình nói là Allah đấng tối cao phán, hai cách không vấn đề. Vậy Allah phán ở đây như thế nào? Wa kulu, các người hãy ăn. Wa shrabu, các người hãy uống. Wa la tusrifu, và các người đừng phung phí. Innahu, quả rằng ngài, hu là ngài, la yuhibbul musrifin, không ưa thích hay là không thích
Al-Musrifin, những người phung phí. Cái này là cái tiết kiệm trong Islam mình. Cái này cái quy tắc đúng đó. Bây giờ ai cũng nói là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Islam Allah dạy mình từ 1400 năm nay. Mặc dù thành ra trong một hadith Nabi nói ngay cả nước mình lấy thanh tẩy vudu. Mặc dù mình ở trên sông ngòi, mình không nên phung phí nước, phải không? Thành ra cái này Islam dạy mình có một cái nếp sống. Nó có cái khuôn khổ và mình không có phung phí, mặc dù mình sở hữu đủ những cái nguồn nước hay là nguồn tiền hay là nguồn kinh tế, đừng có phung phí. Cái nào mình xài được cho mình thì mình xài, và cái nào mình không xài được thì có thể người khác có thể chia sẻ, phải không? Thành ra cái này cái quy tắc sống rất hay trong Islam. Thành ra trong một hadith là mặc dù mình có mặt trên một cái sông ngòi, mình cũng không được phung phí khi mình thanh tẩy vudu, phải không? Đừng có sử dụng nước quá mức ở. Và cái này không chỉ là Allah kêu mình ăn và uống thôi, và trong Islam thì Allah có phán một câu nữa, innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin. Allah phán là quả thật những người phung phí là những anh em của Shaitan, là những người anh em của lũ Shaitan, phải không? Nghĩa là mình không phung phí. Wa qala rasulu sallallahu alaihi wasallam, và thiên sứ và sứ giả, thấy không? Đáng lẽ là wa qala rasulullah, và sứ giả của Allah phán, nhưng mà trong tiếng Ả Rập khi mình nói rasul, người ta cái sự suy nghĩ của mình không nghĩ ai ngoài một nhân vật tên là Muhammad. Chính vì vậy mình delete, mình bỏ là Rasulullah. Các bạn nhớ trong tiếng Ả Rập những cái hiện tượng này rất nhiều. Đáng lẽ là co là Rasulullah, các bạn nhớ hen. Cái này là cái trong tiếng Ả Rập nó có một cái ijaz là ngắn gọn lại, đúng là co là Rasulullah, phải không? Co là Rasulullah. Ở đây là mình có học rồi, mình nói nếu mà hai từ đi chung với nhau không phải thuộc tính, có nghĩa là sự hữu cách, các bạn còn nhớ không? Các bạn nhớ trước khi một tháng trước á, hai danh từ đi chung với nhau mà không phải là thuộc tính là đó là sự hữu cách. Khi sự hữu cách mình tạm dịch ở đây có từ của hay là sở hữu, mình nói là có là Rasulullah, tất nhiên là sứ giả của Allah nói, phải không? Vậy khi mình nói Rasul ở đây là danh từ xác định hay là không xác định? Về hình thức là không xác định, nakira, các bạn nhớ nha. Tại vì không alif lam, các bạn còn nhớ không? Không có alif lam là không xác định. Nhưng khi mà nó không có alif lam thì, nhưng mà nó isnat tất nhiên là nó dựa vào một cái danh từ đi sau mà có alif lam, thì nó cũng là danh từ xác định. Vậy Rasul ở đây về ý nghĩa là xác định, nhưng mà về hình thức không phải xác định, các bạn nhớ nha. Các bạn có cần lặp lại không? Cái này quan trọng lắm này. Học tiếng Ả Rập quan trọng lắm. Có cần mình giải thích lại không? Dạ, sẵn đây giải thích luôn nha anh. Ok. Hai danh từ đi chung với nhau, các bạn nhớ kỹ nha, hai danh từ đi chung với nhau, và ở đây mình biết là sở hữu cái danh từ xác định không xác định, một trong những dấu hiệu xác định hay không xác định trong tiếng Ả Rập, một trong những dấu hiệu thôi là alif lam. Ok, khi mà một danh từ chưa xác định là nó không có alif lam. Ví dụ mình nói baytun là nhà thôi, nhưng mình khái nói al baytu tất nhiên nhà. Khi mà tôi nói al baytu tất nhiên là nhà mà tôi và bạn, ai đều biết, người nghe và người nói đã biết. Thành ra mình nói xác định. Không xác định thì tôi nói bày tính đến ngôi nhà. Có thể lần khác tôi sẽ cho bạn biết về trường học, hay lần khác tôi sẽ cho bạn biết về vườn cây, thấy không? Nhưng khi mà tôi nói al-bay, tự nhiên là ngôi nhà đã xác định tôi và bạn biết, thấy không? Khi tôi nói bày tính không có liên lầm, bạn có thể hỏi là nhà ai, thấy không? Còn khi mà tôi nói al baytu, bạn đã biết là nhà đó, tôi và bạn đã biết rồi. Vậy trong những dấu hiệu xác định
Vì một cái danh từ đó, danh từ được xác định hay không xác định là mình có alif lam. Trong tiếng Anh đơn giản nhất là mình có the. Ok, tiếng Anh the. Ok, các bạn nhớ nha. Bây giờ mình đi từ từ. Bây giờ vậy Rasul ở đây là về hình thức, về hình thức nha, về hình thức, về hình thức, tức là về vẻ ngoài hay là bề ngoài, xác định hay không xác định. Câu trả lời, câu trả lời. Ok, Nakiro không xác định. Nakiro, vậy Nakiro là không xác định. Ok, mà cái thuật ngữ nha, thứ nhất là Nakiro là không xác định. Ok, cái này mình học thuật ngữ luôn, thuật ngữ luôn nha. Ok, Nakiro là không xác định. Ok, bây giờ mình có từ từ nakiro là không xác định. Ok, còn nếu mà xác định, tiếng Ả Rập gọi là ma'rifa. Ok, vậy Rasul ở đây là không xác định về hình thức. Ok, ok, nhưng mà Allah ở đây xác định hay không xác định? Allah xác định hay không xác định? Xác định. Đương nhiên Allah xác định, ai cũng biết. Tại sao ạ? Nếu mà bạn không xác định Allah thì cái đó thì vấn đề, rất vấn đề, hiểu không? Allah tự nhiên là Allah, mình có thể nói là tên riêng, danh từ riêng. Tất cả các danh từ riêng hay là danh từ chung, danh từ riêng đều là ma'rifah, xác định. Thứ nhất, mình không cần coi là alif lam hay không, thì Allah là danh từ riêng, là xác định rồi. Ok, bây giờ mình có một quy tắc các bạn nhớ nè. Khi một danh từ đi trước một danh từ xác định, ok, nhớ lại nha. Khi một danh từ đi trước một danh từ xác định, danh từ đi trước danh từ xác định ở đây là gì? Rasul là một danh từ không xác định. Nhưng mà đi trước một danh từ xác định, trong hai từ danh từ không phải là thuộc tính, không phải là thuộc tính, nhớ kỹ nha. Mà nó cho ý nghĩa là sở hữu cách ở đây. Vậy danh từ không xác định ở đây nó xác định. Chỉ một chỉ có là nó is not, tất nhiên là nó kết được kết nối với danh từ xác định, nó cũng là xác định về ngữ nghĩa. Ok, các bạn nhớ này, về ngữ nghĩa, nhưng mà về hình thức vẫn còn không xác định. Ok, ok, các bạn hiểu tới phần này, các bạn hiểu chưa? Ok, hiểu. Ok, không hiểu các, không hiểu các bạn cứ hỏi bình thường không sao. Vậy chính vì nó đã xác định, vậy là Rasul ở đây là xác định, Rasul ở đây là ma'rifah, không còn nakira nữa. Chỉ về hình thức thôi là nó nakira, nhưng mà ngữ nghĩa nó là ma'rifah. Vậy khi là nó ma'rifah mà bạn muốn bỏ từ Allah ở đây, tại trong tiếng Ả Rập khi bạn nói là Rasul, Rasulullah, tất nhiên là bạn muốn nói là Rasul ở đây là đã thành ma'rifah. Vậy khi mà trong tiếng Ả Rập nó có một cái đặc điểm là mình có thể làm ngắn gọn lại, bỏ cái một từ khi mà nó đã trở thành phổ biến. Vậy mình bỏ như thế nào? Tức nhất là mình bỏ Allah, bây giờ mình còn Rasul. Tại vì khi mình nói tới Rasul, tức nhiên là Allah, Thiên sứ Muhammad thôi. Nó đã trở nên một cái thứ đã phổ biến, quá phổ biến. Vậy mình làm như thế nào để trở thành nó hình thức, nó trở thành ma'rifah? Ai biết? Tại vì khi mà nó ở với Allah thì ok, là không vấn đề. Tại vì Allah là danh từ riêng, là ma'rifah. Nhưng mà Rasul ở đây là nó chỉ ở riêng thôi. Nhưng mà mình muốn nói Rasul ở đây không phải là người khác, mà Rasulullah. Tiếng này sứ giả của Allah. Vậy là mình làm như thế nào để alif lam? Để alif lam trước. Để alif lam thôi, phải không? Vậy trong bất cứ các bài text nào mà mình thấy co lên Rasul, vậy là Rasulullah, người ta bỏ Allah để alif lam. Ok, ok, vậy là các bạn biết cái này. Mình quay về cái bài text của mình thấy không? Và co lên Rasul, không có thấy co là Rasulullah, thấy không? Các bạn thấy không? Chính vì vậy khi mình dịch như thế nào, và thiên sứ của Allah hay là và sứ giả của Allah nói, mặc dù không có Allah ở đây, giống như từ mình nói co là tà là, các bạn nhớ thấy không? Ok,
Và phía sau qala Rasul, Rasul nói sallallahu alaihi wasallam cầu xin Allah ban phước lành và sự bình an đến với người. Cái đó là thuộc tính giống như mới nãy mình nói là qala ta'ala, qala Allah ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala azza wa jalla. Bây giờ các bạn có thể bỏ chữ nào? Giống như cái ví dụ mà trên co là ta, các bạn có thể bỏ chữ nào? Chỗ nào vậy anh? Và co là Rasul sallallahu alaihi wasallam. À. Mình các bạn dựa vào cái gì, cái ví dụ phía trên co là ta, là tại vì mình nói là co là Allah ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى قال قال الله عز وجل bây giờ mình đã bỏ Allah hết, bây giờ mình nói قال تعالى قال سبحانه وتعالى قال عز وجل và ở dưới cũng tương tự, bây giờ là và قال الرسول và sứ giả đã nói và mình có صلى الله عليه وسلم là những thuộc tính mà mình hay nhắc sau khi mình nhắc tên của thiên sứ. Bây giờ mình nói như thế nào, dựa vào cái ví dụ phía trên mình có thể cắt bớt phần nào. Nếu như mà dự thao như phần trên đó, thì em nghĩ là cắt cái phần sallallahu alaihi wa sallam. Không được. Tại sao cắt sallallahu? Không phải, tại vì cái đấy là thuộc tính mình cắt rasul luôn, cắt cái anh rasul luôn. Ờ đúng, cách Rasul tức là co là sallallahu alaihi wa sallam. Đó, giống như co là ta'ala, cái thuộc tính của Allah. Đây, mình quay lại chỗ này, thấy không? Thứ nhất là co là Allah, thấy không? Co là Allah, của ta'ala. Bây giờ mình nói. Co là Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dài nha. Vậy mình ngắn gọn ở đây. Bây giờ khi mình bỏ Allah, thấy không? Bỏ Allah, các bạn thấy nhìn thấy nha. Bây giờ ở đây mình cũng bỏ Rasul. Vậy thôi, vậy là cái gì? Cái này là đã thành một cái thuộc tính chỉ riêng cho thiên sứ Muhammad, thành ra mình nói qala sallallahu alaihi wasallam. Ok, các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Ok. Vậy cái phần này là các bạn nói là và sứ giả của Allah có nói rằng, hay là mình nói và sứ giả của Allah đóng trong đóng hai ngoặc đơn cầu xin Allah ban sự bình an và phước lành cho người. Bây giờ mình bỏ Rasul, mình nói là qala sallallahu alaihi wasallam, mình cũng tương tự như vậy. Mình nói là Rasulullah hay là sứ giả của Allah hay là sứ giả có sứ giả đóng ngoặc mở ngoặc cầu xin sự bình an đến với thiên sứ Muhammad, đến với người có nói rằng, mặc dù không có từ Rasul ở đây, cũng tương tự như qala Allah ta'ala và qala ta'ala. Ok và qala Rasul sallallahu alaihi wasallam và sứ giả của Allah, hay mình nói của Allah cũng được, hay là mình nói thiên sứ không cũng được, hay là và sứ giả có nói. Sứ giả ở đây tiếng là sứ giả, nhưng mà trong văn tiếng Việt của mình, khi mình nói sứ giả, nếu mình nói trong môi trường của người Muslim, hay là nói trong cái phạm vi người Muslim, người ta biết là sứ giả là sứ giả, đây là sứ giả của Allah. Nhưng mà mình nói trong cái phạm vi ngoài người Muslim ở Việt Nam, đôi khi người ta không hiểu sứ giả ở đây là ai. Thành ra cái vấn đề là môi trường mình dịch như thế nào. Thành ra dịch thuật nó có những cái vấn đề mình cần lưu ý. Thành ra nếu mình đang nói chuyện trong cái môi trường mà người nghe không phải là người Muslim, mình có thể nói là và sứ giả của Allah có nói rằng, thấy không? Và ở đây thiên sứ Muhammad có nói ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batnihi bihasbi ibni adama akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasahi. Oke. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batni.
con cháu của Adam. Adamiyun là tất nhiên là bất cứ người nào là bất cứ người nào thuộc Adam, phải không? Trong tiếng Anh họ hay trong cái từ điển tiếng Việt của mình người ta hay để là thuộc lắm. Tính từ Adam là Adam, Adamiyun tức như là con người. Thành ra Adami mình dịch con người. Tức như là ở đây mình cái gì mà thuộc Adam. Thuộc Adam tức là con người, phải không? Thành ra ở đây mình dịch là ma la Adamiyun vi a an sharran min batnihi. Con cháu hay là con người không có lấp đầy vì á là cái mình gọi là cái túi à. Con cháu của Adam không có lấp đầy một túi nào xấu hơn bụng của người đó à, thấy không? Lấp đầy ma la a là làm cho nó đầy, tiếng nghe con người không có lấp đầy một túi gì xấu hơn bụng của người đó, tiếng nghe con người lấp đầy bụng của người đó là tiếng nghe họ chỉ dùng bụng của họ để ăn thôi, dùng dạ dày của họ để ăn thôi, thấy không? Thành ra Nabi nói con người không có lấp đầy túi gì mà xấu hơn bụng của người đó, phải không? Tất nhiên là con người cứ lấp những gì mà xấu cho bụng của mình thôi, họ cứ ăn vào những gì mà gây hại cho bản thân của họ thôi, phải không? Thành ra Nabi nói bi has bibni adam akalat, Nabi nói dường như đầy đủ cho con cháu của Adam mấy miếng ăn akalun tiếng Anh là akalah là miếng ăn, akalat mấy miếng ăn, yukimna sulbahu để làm đứng cái thân hình của người đó sulbahu fa in kana la mahala, tất nhiên để người đó sống, yukimna sulbahu tất nhiên để làm đứng. Đấy, để làm đứng cái thân hình của người đó, tuy nhiên để người đó sống. Fa in kana la mahala, nếu mà không thể làm được như vậy, tất nhiên là anh cứ ăn hoài, nhưng mà nếu mà anh không thể nào làm như vậy được, anh không thể nào ăn mấy miếng ăn được, thì Nabi nói fa sulusun li ta'ami, vậy dạ dày của người đó, tất nhiên bụng của người đó 1/3 để dành cho thức ăn, wa sulusun li sharabihi, và 1/3 dành cho nước uống, và sulusun linafazihi, và 1/3 dành cho không khí, cái khí cho hơi. Thành ra hadith này Nabi dạy mình, mặc dù mình muốn ăn nhiều đi chăng nữa, nếu mà không dù muốn hay không, hay là nếu mà họ cứ thích ăn như vậy, Nabi khuyên mình nên làm như vậy. Tuy nhiên là muốn ăn á thì mình chia làm ba, cái dạ dày của mình, tính bụng của mình chia làm ba, 1/3 là dùng cho thức ăn, đồ ăn, 1/3 là dùng cho đồ uống, và 1/3 dùng cho không khí. Chứ đừng đồ ăn chiếm 3/3, hay là đồ ăn chiếm 2/3, hay là đồ ăn chiếm... Không, 1/3 là Nabi khuyên, đừng có chiếm 2/3 và 3/3 là thức ăn. Nếu mà bạn ăn 3/3 thức đồ ăn, thì cái đồ uống ở đâu? Không khí ở đâu? À, chính vì vậy có thể là tất cả các mầm bệnh là do cái chế độ ăn uống của mình. Và nó hadith Nabi khuyên mình như vậy. Có thể cái text này hôm nay alhamdulillah mình có học một số liên quan tới hadith và Quran, và chủ yếu là mình học cái text mà họ đang sử dụng trong cái ngữ cảnh, hay trong cái không phải là dùng xa ngoài cái ngữ cảnh mà đang dùng trong ngữ cảnh và nói liên quan tới sức khỏe. Alhamdulillah. Tới phần này các bạn có câu hỏi gì không? Từ vựng hay câu nói? Wala tusrifu innahu nó là nghĩa là gì tôi? Wala tusrifu, và các người đừng phung phí. Wakulu, và các người hãy ăn. Washrabu, và các người hãy uống. Wala tusrifu, và các người đừng phung phí, đừng lãng phí. Innahu, quả thật Allah, la yuhibbul musrifin, ngài không thích người phung phí. Ok, câu hỏi khác. Sao học text này hay lắm, học text mình biết cách sử dụng và từ từ nó thấm vào cái bộ não mình.
cái phần space tiếng Ả Rập của mình, inshallah. Học tiếng Ả Rập thì nó thấy gần gũi với giáo lý Islam. Thành ra từ chỗ này, mặc dù mình học tiếng Ả Rập thì mình thấy một phần nào có liên quan tới giáo lý, alhamdulillah. Và đặc biệt là mình học tiếng Ả Rập thì mình có thể sử dụng để hiểu biết về giáo lý, đặc biệt là Thiên Kinh Quran và Hadith Nabi, inshallah. Musrifin là những người phung phí. Đúng rồi. Al-Musrifin là những người phung phí. Những người phung phí. Còn nếu mà một người phung phí là Musrif. Ví dụ mình nói là bạn là một người phung phí, anh ta Musrif. Đấy, anh ta Musrif. Còn al-israf là sự phung phí, hay không? Bây giờ mình chia động từ chút xíu nha. Nhất là mình có từ asrafa là động từ. Asrafa là động từ, là người đó, ngôi số 3, đóng ngoặc mở ngoặc, đàn ông đã phung phí. Còn nếu mà động từ hiện tại yusrifu. Yusrifu. Đấy. Và nó danh động từ master là israf. Israfun, hay không? Israfun là sự phung phí. Tuy nhiên là danh động từ, nó chỉ nói là phung phí, nó không có liên quan tới thời gian, nhưng mà nó có động từ trong đó. Ok. Và mình có từ musrif là người phung phí. Musrifun là người phung phí. Còn số nhiều musrifun. Musrifuna. Đấy. Còn tại sao trong cái ayat thì inna Allah la yuhibbul musrifin, thì cái đó mình đã học, mình có học hay chưa, thì mình có từ al muslimun, muslimin giống nhau, thì một số cái vị trí và cái văn phạm thì có chỗ thì un, có chỗ thì in, cái đó mình sẽ học sau, hay là một số các bạn đã biết rồi, thì cái đó bình thường. Mình có muslimun, muslimin, mu'minun, mu'minin, hay không? Ví dụ mình nói là antum musrifun, các bạn là những người phung phí. Còn nếu mình nói một người số ít, mình nói là anta musrif. À, mình nói anta musrif. Còn nếu mà các bạn, antum musrifun. À. Câu hỏi khác. Anh ơi, cái từ Asbaha này hồi nãy là cũng là từ nghĩa bắt đầu á. À, cái nghĩa gốc của nó là gì anh? Nếu như mà trở thành. Ủa, cái này mình học nhiều lắm này, chắc Sành không nhớ này. Từ này mình học nhiều lắm đó. Asbaha là vào vắc tu subuh. Bạn đang có mặt vào subuh hay là bạn trở nên, hai từ còn nhớ không? Cái này chắc lúc học bên lầu 5 á. Dạ dạ. Đúng mà có bạn biết á. Thấy asbaha gốc từ của nó là subhun. Subhun là gì? Subuh, vắc tu subuh. Nhớ không? Asbaha tức như là bạn có mặt vào vắc tu subuh, vào giờ subuh. Đồng thời nghĩa của nó là trở nên, trở thành. Nhưng mà đa số người ta không nói là trở thành vào buổi sáng, trở thành có mặt tại buổi sáng, nhưng bây giờ người ta chỉ sử dụng là trở thành thôi, phải không? Đúng ra thì trở thành vào buổi sáng, bất cứ cái gì trở thành vào buổi sáng, nhưng hiện tại mình không có nói là trở thành vào buổi sáng, bất cứ trở thành vào buổi sáng, buổi chiều mình cũng sử dụng được. Ví dụ mình nói Asbaha Ali yun tabiban, Ali đã trở thành một bác sĩ rồi, phải không? Đáng lẽ là Ali Asbaha tabiban, Ali đã trở thành bác sĩ vào buổi sáng, buổi chiều thì chưa, thấy không? Tại gốc từ của nó Asbaha là trở thành vào buổi sáng, có mặt tại buổi sáng, thấy không? Nhưng mà từ Asbaha ở đây người ta đã sử dụng như là một cái nghĩa mới là trở thành thôi. Bây giờ bất cứ các bạn muốn sử dụng Asbaha, ví dụ trong tiếng Việt của mình, ô nó đã trở thành giàu rồi, nó đã trở nên giàu rồi, nó đã trở thành một giáo viên rồi, mình sử dụng Asbaha, ok? Và nếu mà có mặt tại buổi sáng mình nói Asbaha.
Trong hadith của mình asbahtu ala fitratil Islam khi vào buổi sáng. Nabi dạy mình nói là asbahtu ala fitratil Islam. Tôi đã trở thành, tôi đã có mặt vào buổi sáng. Ala fitratil Islam vào sự, vào bản chất tự nhiên của Islam. Thấy không? Wa ala sunnati nabiyyina Muhammad, và trên con đường của sứ giả của chúng tôi. Wa ala millati abina Ibrahim, và trên tôn giáo của người cha của chúng tôi là Ibrahim. Hay và khi mình có mặt vào buổi sáng, mình nói là chúng tôi có mặt vào buổi sáng, chúng tôi trở thành người Muslim vào buổi sáng. Chẳng lẽ mình trở thành người Muslim buổi sáng, buổi chiều mình không phải là Muslim? Thành ra khi từ asbah có nghĩa thứ hai là trở nên, các bạn nhớ nha. Ok, bây giờ asbah mình cũng sẽ sử dụng giống như akhadha, khi mà có từ động từ đi sau mà không có anh, vậy thôi. Ok. Naam, shukran, shukran. Ok. Ok, ok, hiểu chưa anh Thanh? Dạ hiểu rồi. Ok. Bây giờ nếu mà các anh chị em không có câu hỏi thì mình quay về cái câu hỏi của Hassan về cái Ikhlas chút xíu nha. Cái này không có liên quan tới tiếng Ả Rập mà nó liên quan tới cách đọc của Quran thôi. À, không biết Hassan để đâu Hassan? Trong trong Messenger à. Messenger mình lấy ra như thế nào á? À, anh tải nó xuống, anh tải nó xuống rồi anh dán lên, anh tải nó xuống trên cái file file của anh á, trên máy tính á, rồi anh copy anh dán lên cái file Word. Ok ok. Tải xuống. Tải xuống. Tải xuống. Rồi chàng nó vô file Word. Tải xuống mình send anh. Dạ dạ. Ồ, hay là mình share màn hình luôn cũng được. Được, được. Được, 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 được. Vậy bây giờ share màn hình thử luôn nha. Ok, ok, share màn hình. Ok, thấy chưa, thấy chưa? Dạ, thấy rõ rồi. Ok. Al-Ikhlas trong tiếng tiếng Ả Rập. Trong tiếng Ả Rập thì khi mình muốn hiểu một cái thuật ngữ gì, cái gọi là nghĩa đen nó rất quan trọng. Nghĩa đen có thể hỗ trợ cho mình 90, không phải là 5-60 đâu. Nghĩa đen của thuật ngữ có thể hỗ trợ cho mình từ 80 đến 90, có thể mình nắm được cái ý nghĩa định nghĩa hay là cái ý nghĩa của thuật ngữ đó. Ok. Al-Ikhlas gốc từ của nó là Aqlaba. Aqlaba gốc từ của nó kolbun, kolbun là trái tim. Trái tim các bạn nhé, kolbun trái tim, thấy không? Aqlaba là, mà mình biết từ kolbun là tại sao người Ả Rập gọi trái tim là kolbun. Và kolbun nghĩa gốc của nó là lật, lật đi lật lại. Nó không có ở một cái vị trí, lật qua lật lại. Thành ra trong tiếng Ả Rập nói là taqlaba tisayara, xe đã lật rồi. Xe đã ngã về một cái phía khác, thấy không? Vậy tại sao người Ả Rập gọi là trái tim là lật đi lật lại? Thì trái tim nó gì? Nó không có ở một vị trí, không ở một trong cái tình huống hay tình trạng cố định, mà nó hay gì? Hay thay đổi, hay không? Thật ra người Ả Rập nói như vậy. Và Aqlaba có nghĩa là bạn lật đi lật lại, bạn thay đổi một cái gì, một cái thứ gì đó trở thành một cái thứ khác. Đó nghĩa đen của nó, hay không? Và bây giờ mình áp dụng cái Ikhlas trong cái thuật ngữ tajwid. Ikhlas là đơn giản thôi. Ikhlas tức như là hiện tượng, một hiện tượng thay đổi nun thành mim, như vậy thôi. Ikhlas tức như là thay đổi, tại ikhlas là thay đổi hay là lật. Tức như là lật nun thành mim. Và nun ở đây có nghĩa là nun sukun. Khi mình thay đổi nun thành gì? Thành mim. Thứ nhất là nun đó là nun sukun. Và sau cái nun có ba. Nhớ nha, cái này cái quy tắc này. Sau nun sukun có ba.
các bạn nhớ như vậy thôi. Sau nun sukun có ba, nhớ kỹ như vậy thôi. Ok, sau nun sukun có ba và thay thế nun đó bằng mim. Khi mà em nói em không nghe đọc đọc mim là em nghe nhầm á. Thầy Sanh. Thấy không? Ta mình đọc là Iyam và Asa. Không, Izim, Izim sao Izim được dấu y mà. Dạ sorry. Izim. Izim. Dạ. Mà đa phần em nghe nhiều lần lắm, em cứ nghe là Izim và Asa. Không có vậy là em nghe, thứ nhất là em nghe người ta đọc sai. Thứ hai là em nghe nhầm. Đó, dạ, hai cách thôi. Dạ, như vậy là chỉ có một cách đọc là biết thành tiếng. Nó ghép đọc rồi. Thứ dạ. Nhất gọi là đọc với gunna. Gunna nha. Yeah. Gunna tức như là mình đọc trong cái mũi mình. Izim đọc hai đặc cách. Izim ba'atha ashqaha mim ba'di salah. Mim ba'di salah. Không thể nào đọc min được, không, đừng có đọc min. Tất nhiên là khi mình thay nun bằng mim, mình không thể nào đọc bình thường min được không. Mình không thể nào đọc izim, mình không thể nào đọc izim ba'sa không. Izim ba'sa. Phải gunna. Thành ra người ta nói ikhlab tức là mim, mim bị che lại. Mà trong Quran có một số Quran thì ghi cái mim nhỏ trên nun. Các bạn nhớ nha, các bạn đọc cái Quran các bạn để ý. Có một số Quran thì người ta có ghi mìm nhẹ, nhỏ nhẹ trên nùn luôn. Để cho các bạn biết là lý do gì? Lý do là các bạn hay là chúng ta không phải là người Ả Rập. Thì mình đọc như vậy, còn người Ả Rập khi... Ok, nghe rồi. Ok. Vậy thấy không anh? Hôm nay bị mắc tiếng. Bây giờ hiểu được chưa? Hiểu ikhlab được chưa? À, em hiểu rồi ạ. Ok, vậy là thứ nhất là em nghe nhầm, thứ hai là người đó đọc sai. Vậy là nun nó, cái này là hiện tượng ngôn ngữ bình thường thôi. Trong tiếng Việt hay tiếng nào cũng vậy. Giống tiếng Anh, các bạn thấy tiếng Anh không? Ok, cái này đọc phần cuối một lát nữa, tôi ví dụ ngoài tiếng Ả Rập cho các bạn coi nha. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ. Thấy không? Bạn đừng có nói بِذَنْبِهِمْ, không có ai đọc bài بِذَنْبِهِمْ, không bao giờ, không có. بِذَنْبِهِمْ نُونَ بِذَنْ. Còn mim bị dâm khác nhau. Thấy không? Thấy không? Bị dâm bị hình. Hai hà đặc á. Trong một số các mô sáu khác, họ có để cái mim nhỏ trên nun luôn cho bạn thấy luôn. Còn người Ả Rập họ thấy họ đọc bình thường. Bị dâm bị hình. Tại vì người Ả Rập, nếu mà họ nói bị dâm bị hình khó đọc lắm. Khó đọc lắm. Người Ả Rập không thể đọc được. Mà trong một số ví dụ điển hình mà các bạn để, nếu mà các bạn để ý á, từ mà các bạn phổ biến nhất là từ gì, ai biết mình đang sử dụng luôn á, mà ikhlab, mình sử dụng ikhlab, ai có để ý không, mình sử dụng ikhlab trong cái câu nói của mình luôn. Mimber, ai đọc minber, có ai đọc minber đâu, mình nói minber ai không, thấy không anh? Dạ, thì mình bớt, dạ, mình bớt. Mình bớt, nếu đọc là nó mình bớt. Ngay cả người Ả Rập đọc bình thường, người Ả Rập cũng nói mình bớt, người Ả Rập đọc không đọc mình bớt, không có. Nói gì đọc Quran, thấy không? Cũng như số nhiều na kỳ là âm bía đúng không anh? Đúng, tự nhiên, ai đọc âm bía, thấy không? Thấy chưa anh? Vậy là em nghe nhầm thôi á, hay là người đó đọc đọc không chuẩn.
Thấy chưa? Thấy không? Cái hiện tượng này là hiện tượng ngôn ngữ, ngôn ngữ nào cũng có. Bây giờ đi đi ngôn ngữ ngoài tiếng Ả Rập thử nha. Cái này không phải là một cái hiện tượng thay đổi chữ này qua chữ khác. Trong tiếng Ả Rập cũng có, tiếng nước ngoài cũng có, nước trong cũng có. Bây giờ chữ này em đọc như thế nào trong tiếng tiếng Anh? Chữ này em đọc như thế nào hả Thanh? Ban. Ok, em có thể đọc ban, ben, ok, không quan trọng, ok. Mình, nhưng mà ở đây nun nha, không phải cái giống như phát âm miền Nam của mình là ban. À. Cái này là có thể đọc phát âm miền Bắc là ben hay là bản. Đấy, ban thôi. Ok. Vậy là vẫn phát âm nun. Cái này tương tự trong tiếng Ả Rập là như vậy, tương tự thôi. Gần gần tương tự trong tiếng Ả Rập là như vậy. Ban, phải không? Ban. Vậy là nun rõ giống 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 như phát âm của miền Bắc, ban. Thấy không? Nhưng em có để ý không, khi mà có ca tới, khi mà có chữ ca, em có còn phát âm ban nữa không? Mà em phát âm hơi ngơ, ban, bằng, thấy hơi ngơ. Tại sao như vậy? Thấy không? Mỗi từ nó có một cái đặc điểm, khi nó gần cái từ này nó sẽ phát âm ra một cái từ khác. Vậy n ở đây, vậy n ở đây bây giờ là nó tương tự như vậy. Nó tương tự như vậy. Phải không? Tương tự. Nhưng mà người ta không bao giờ ghi g như vậy, phải không? Vậy cái này gọi là ikhlas, có thể gọi ikhlas trong tiếng Anh, có thể, hiểu không? Thấy không? Tất nhiên là thay đổi n thành ngừ, nhưng mà đừng có viết ngừ, chỉ giữ nó như vậy thôi. Nhưng mà trong tiếng Anh thì không có gùn á, tự nhiên mình không đọc bằng cực, không có. Cái này là một ví dụ thôi, ok. Và còn nhiều lắm, còn nhiều lắm, chưa hết. Ok, anh hiểu chưa anh? Dạ, dạ hiểu rồi. Ok, alhamdulillah, alhamdulillah. Ok, inshallah hôm nay mình học tới đây và hẹn gặp lại ngày thứ tư inshallah. Inshallah. Inshallah nas'alullah lana wa lakum wa lakum an-naf'a. Inshallah. Allahumma amin. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.